xin chào các bạn thiếu tướng Arti Aladinov, phó cục trưởng cục chính trị quân sự chính của lực lượng vũ trang nga và chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Amas hôm ngày 5 tháng 9 cho biết nga đã tuyên bố chiến thắng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine ông Aladinov bình luận tôi luôn nói rằng chúng ta đã giành chiến thắng trong hoạt động quân sự này nhiệm vụ tiếp theo là làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng chúng ta vẫn là một gia đình đoàn kết sẵn sàng cho những thử thách trong tương lai trước đó ông Aladinov nói quân đội nga đã ngăn cản ukraine gửi tiếp viện tới cốt vào ban đêm Nga tuyên bố đẩy lùi Ukraine ra khỏi Kursk. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố việc bảo vệ các vùng biên giới khỏi những cuộc tấn công của Ukraine là nhiệm vụ thiêng liêng mà lực lượng vũ trang Nga phải thực hiện. Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông IEF hôm ngày 5 tháng 9, đề cập đến cuộc đột kích của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga. Khi chúng ta nói về vấn đề này, trước hết chúng ta nên nghĩ đến những người chắc chắn đang phải trải qua những thách thức nghiêm trọng và đau khổ vì những hành động khủng bố này. Ông Putin cho biết lực lượng Nga đang đẩy lùi binh lính Ukraine ra khỏi cơn, nơi Kiev phát động cuộc xâm nhập lớn nhất của lực lượng nước ngoài vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến thứ hai. Ông nhấn mạnh, nhiệm vụ thiêng liêng của lực lượng vũ trang Nga là làm mọi cách để đẩy lùi đối phương ra khỏi những vùng lãnh thổ này và bảo vệ công dân của chúng ta một cách đáng tin cậy. Và tất nhiên, cả nước phải làm mọi cách để hỗ trợ người dân. Theo Tổng thống Putin, bằng cách điều động một số lượng lớn đơn vị được huấn luyện tốt vào khu vực biên giới của Nga, Ukraine đã làm suy yếu khả năng phòng thủ của chính nước này và cho phép Moscow để nhanh tốc độ tiến công ở miền đông Ukraine. Ông Putin nói, mục tiêu của đối phương là khiến chúng ta lo lắng và căng thẳng, triển quân từ khu vực này sang khu vực khác và ngăn chặn cuộc tấn công của chúng ta ở các khu vực trọng điểm, chủ yếu là ở Donbass. Nhưng điều đó có hiệu quả không? Không. Tổng thống Nga nói thêm. Bằng cách đưa các đơn vị có quy mô khá lớn và được huấn luyện tốt đến các khu vực biên giới, đối phương đã tự làm suy yếu ở các khu vực trọng điểm mà quân đội của chúng ta đã đẩy nhanh các hoạt động tấn công. Ông Putin cho biết tình hình ở Kurd đã ổn định và Nga đang bắt đầu đẩy quân đội Ukraine ra khỏi khu vực này. Tổng thống Putin tuyên bố mục tiêu chính của Nga là kiểm soát toàn bộ vùng Donbass ở miền đông Ukraine. Ông Putin nhấn mạnh việc kiểm soát Donbass được coi là ưu tiên hàng đầu. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nỗ lực của Ukraine nhằm gây dối quân đội Nga bằng cuộc tấn công lớn qua biên giới vào tháng trước đã phản tác dụng. Ông Putin nói, quân đội của chúng ta đã ổn định được tình hình và đang dần đẩy lùi đối phương ra khỏi lãnh thổ biên giới. Quan trọng hơn, không có sự cản trở nào đối với bước tiến của chúng ta ở Đồng Bạc. Chủ nhân Điện Kremlin cho biết thêm, đối phương đã tự làm suy yếu trục chủ chốt của mình bằng cách di chuyển những đơn vị tương đối mạnh và được huấn luyện tốt đến khu vực biên giới. Ông cho biết lực lượng Moscow đã giành được nhiều lãnh thổ ở Donbass hơn với tốc độ chưa từng thấy trong một thời gian dài. Trong khi đó, quân đội Ukraine đang chịu tổn thất rất lớn về nhân lực và trang thiết bị. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, chính vì điều đó, tiền tuyến của Ukraine có nguy cơ sụp đổ trên trục quan trọng nhất, thương vong có thể dẫn đến mất khả năng chiến đấu của toàn bộ lực lượng vũ trang. Đó là điều chúng tôi mong muốn đạt được. Ukraine mở chiến dịch đột kích vào tỉnh biên giới của Nga từ ngày 6 tháng 8. Một trong những mục tiêu của cuộc tấn công này là buộc Nga phải chuyển bớt lực lượng từ mặt trận miền Đông, lui về chi viện cho Kurt, từ đó giảm sức ép đối với tuyến phòng thủ của Ukraine. Theo các nhà phân tích, Ukraine dường như không đạt được mục tiêu này sau một tháng đột kích Kurt. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay Nga đã tái triển khai 60.000 binh sĩ từ Ukraine về Kurt. Ông Zelensky nói một trong những mục tiêu của chiến dịch Kurt là đưa quân Nga quay trở lại lãnh thổ. Bây giờ tôi có thể thông báo điều này, Tính đến hôm nay, họ đã tái triển khai khoảng 60.000 binh sĩ ở đó. Họ đã rút binh lực khỏi các khu vực mà chúng tôi gặp phải thách thức do thiếu viện trợ quân sự. Ông Zarsky cho rằng đây là một trong những thành công của chiến dịch Kurt. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga hôm qua ước tính Ukraine đã mất hơn 9.700 binh sĩ, hơn 80 xe tăng và hàng chục xe bọc thép khác. Cảnh báo hậu quả thảm họa hạt nhân Tổng thống Nga cảnh báo Ukraine cân nhắc hậu quả có thể xảy ra nếu Moscow đáp trả cuộc tấn công của Kiev vào các nhà máy điện hạt nhân. Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông IEF hôm ngày 5 tháng 9, Tổng thống Putin được đề nghị bình luận về các cáo buộc của Nga rằng Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công vào các nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và Kurt, cả hai đều nằm không xa tiền tuyến. Tổng thống Putin cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy điện hạt nhân của Nga có thể dẫn đến một thảm họa toàn cầu. Ông đề nghị Kiev suy nghĩ về hậu quả có thể xảy ra nếu Moscow đáp trả. Ông Putin nói đó là những hành động khủng bố rất nguy hiểm hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi đáp trả tương tự điều gì sẽ xảy ra với toàn bộ châu Âu Ukraine đang vận hành ba nhà máy điện hạt nhân một ở phía nam và hai ở phía tây quân đội nga đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu vào những ngày đầu của cuộc xung đột năm 2022 nga sau đó tuyên bố sáp nhập Zaporizhia cùng ba vùng khác ở Ukraine bất chấp sự phản đối của Kiev do tiền tuyến nằm không xa nhà máy Zaporizhia Moscow và Kiev thường xuyên cáo buộc lẫn nhau về việc tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở này. Tình hình an ninh tại nhà máy đang được một phái bộ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc gia IAEA giám sát. Trong khi đó, những lo ngại về tình hình an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Kursk đã phát sinh vào đầu tháng 8 khi Ukraine tiến hành cuộc xâm nhập xuyên biên giới lớn nhất từ trước đến nay vào lãnh thổ Nga. Nhà máy điện hạt nhân Kursk cách biên giới Ukraine 90 km, nơi diễn ra các cuộc giao tranh dữ dội trong những ngày gần đây. Nhà máy Kursk đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện cho một số khu vực lân cận. Theo ông Putin, Kiev đã cố gắng tiến hành một cuộc tấn công vào nhà máy Kherson, được cho là có sự tham gia của máy bay không người lái. Phó đặc phái viên của Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Boliaski đã cảnh báo rằng sự miến cưỡng của phương Tây trong việc kiềm chế Kiev có thể gây ra một sự cố hạt nhân với hậu quả thảm khốc cho toàn bộ châu Âu. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố hôm ngày 18 tháng 8. Chúng tôi kêu gọi các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên Hợp Quốc và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, lên án ngay lập tức và các hành động khiêu khích do chính quyền Kiev chuẩn bị và ngăn chặn hành vi vi phạm cả an ninh hạt nhân và an ninh của nhà máy điện hạt nhân Kurt. Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm tạo ra thảm họa do con người gây ra ở châu Âu của lục địa sẽ phải đối mặt với các biện pháp đối phó quân sự và kỹ thuật quân sự cứng rắn. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ nếu Kiev triển khai các kế hoạch tội phạm nhằm tạo ra thảm họa tại phần lục địa châu Âu này, gây ra ô nhiễm phóng xạ trên các vùng lãnh thổ rộng lớn, Nga sẽ đáp trả cứng rắn ngay lập tức. Nga tấn công Bon kè, nhiều chỉ huy Ukraine thiệt mạng. Kênh Telegram của quân đội Nga cho biết, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm phá hủy một sở chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine trong một bon kè gần Zhytomyr. Ấn phẩm này cho biết, theo số liệu sơ bộ, có tới 25 chỉ huy quân đội Ukraine đã thiệt mạng Ngoài ra còn có thương vong trong số nhân viên hầm trú ẩn, không có thông tin chi tiết nào khác về vụ tấn công được cung cấp. Zitomi là một thành phố ở phía bắc của nửa phía tây Ukraine. Zitomi chiếm diện tích 65 km vuông. Dân số của thành phố là 261.624 người, ước tính năm 2022. Zitomi là một trung tâm giao thông chính. Thành phố nằm trên một tuyến đường lịch sử nối thành phố Kiev với phía tây qua Press. Ngày nay, nó nối Warsaw với Kiev, Min với Izmail và một thành phố lớn của Ukraine. Zhitomir cũng là địa điểm của căn cứ không quân Ozhene, một căn cứ máy bay chiến lược quan trọng của chiến tranh lạnh cách thành phố 11 km về phía đông nam. Trong một diễn biến khác cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc nhóm trung tâm của Nga đã giành quyền kiểm soát làng Zavastoye ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc nhóm quân trung tâm đã đánh bại nhân sự và trang bị của các lữ đoàn cơ giới 23, 24, 47, 100 Lữ đoàn bộ binh cơ giới 59, lữ đoàn bộ binh 142 và lữ đoàn dù 25 của lực lượng vũ trang Ukraina trong các khu định cư: Dzerzhinsky, Krasnoyanetski, Sterbinoka, Girodoka, Guzoka, Mikhaloka, Selidovo và Meris thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Ngoài ra, phía Nga đã đẩy lùi tám cuộc phản công của các nhóm xung kích thuộc lữ đoàn tấn công số 53, lữ đoàn cơ giới hóa số 150, lữ đoàn không kích số 71 lữ đoàn tấn công đường không số 915 của lực lượng vũ trang Ukraine, các lữ đoàn số 14-15 của lực lượng vệ binh quốc gia và lữ đoàn tấn công Lyus của cảnh sát quốc gia Ukraine. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, thiệt hại của địch lên tới 530 quân nhân, 2 xe tăng, 1 xe bọc thép, 3 ô tô, 1 pháo tự hành xe xa 155mm sản xuất tại Pháp, 1 khẩu pháo Master B 152mm, 2 khẩu D-20 152mm, 3 khẩu pháo 122mm D-30, và một khẩu súng chống tăng Rapier 100mm. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.